Thành xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Thì hôm nay buổi sáng Helen rất là thèm cà phê quán này. Thì tại vì Helen cũng không có uống thường. Ông xã thì hay uống với cà phê sữa. Còn Helen thì lâu lâu mới uống một lần, nhưng mà thèm quá thì phải uống thôi. Thì Helen có chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị là cái cà phê quán này uống rất là ngon, ngon đậm đà luôn. Thì sáng nay Helen thèm quá thì bây giờ Helen sẽ quậy một cái ly cà phê quán cho tất cả cô chú anh chị thưởng thức với cùng với Helen nha. Thì đây trên bàn Helen có một cái ly để Helen sẵn sàng để quậy cà phê. Đây là một cái ly cà phê đá. Thì đây là cái ly cà phê Helen sẽ sang qua. Còn đây thì cái hũ cà phê của Helen. Thì Helen uống Helen hay để vô trong cái hũ này rồi mình đậy kín lại. Chứ Helen không có để trong bịch nhưng cô chú anh chị. Đó. Đây. Thì ở đây là Helen có cái phim nè. Đó, cái phim Helen chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị là bên trong cái bịch cà phê nó sai. Cái chỗ này bán rất là thượng hạng luôn nè. Cái này là không có ai mà mua bên ngoài được nha. Chỉ có cái hãng này là nó sai tại nhà của mình thôi. Cho nên nó độc quyền. Rất là thơm luôn. Helen mà múc cái muỗng lên mà nghe nó bay cái mùi bát ngát luôn á. Cái này là quậy phim chứ nó không có quậy mà sẵn cho mình để mình pha vô trong cái ly rồi mình uống. Bây giờ Helen chuẩn bị để pha nha cô chú anh chị. Đó, bây giờ Helen để cái phim vô rồi nè. À, thấy không? Bây giờ Helen sẽ múc cái cà phê vô. Đây, đối với Helen thì Helen uống chừng một muỗng à. Vậy là vừa với Helen rồi. Nhưng mà cô chú anh chị nào muốn uống đậm đà thì mình dùng hai cái muỗng. Nhưng mà Helen sẽ dùng hai cái muỗng ăn canh nha. Đó, rồi. Đó, mình để cho nó ra đều. Đó, cái hộp cà phê rất là to luôn. Cái này nó làm tại nhà rất là đặc biệt. Cho nên mình không có thể copy cái hãng của nó được. Cái hãng này là mấy chục năm rồi nha cô chú anh chị. Thì Helen chia sẻ cái cà phê quán này nè. Helen nấu nước sôi rồi. Bây giờ Helen sẽ chế vô. Cô chú anh chị chế một miếng trước đi. Đó. Cho cái cà phê nó nở ra hết. À, bây giờ cái cà phê nó đã nở ra rồi. Trong khi chờ đợi cái cà phê nở hết, bây giờ Helen sẽ cho cái nước vô nha. Đó, Helen sẽ chế hai phần của cái phim. Rồi bây giờ Helen sẽ đậy cái nắp lại. Đây, Helen chia sẻ bên dưới nha. Nó nhiễu từ giọt như vậy nè mới được nha cô chú anh chị. Mình để từ từ. Chứ mình đừng có gấp quá, uống nó không có ra hết cái chất cà phê thì nó không có ngon đâu. À, hiện bây giờ nó đang nhiễu từng giọt vậy đó nó mới ngon. Còn này nó xuống rất là đen thui luôn nè. Ngon quá trời ngon luôn. Hay là sẽ để cho nó nhiễu giọt từ từ. Chừng nào xong rồi hay là mới quậy cà phê nha. Rất là thơm luôn. Nghe cái mùi thơm rất là bát ngát luôn á. À, thấy không? Thì hay là có chia sẻ là một bịch của nó là nửa ký, một ký là hai bịch, nó làm sẵn đó. Nếu cô chú anh chị uống thì ủng hộ cho Helen nha, với số điện thoại là 910 583 6102. Gọi cho Helen mình uống thử một lần đi, rất là thơm ngon đặc biệt luôn. Bây giờ nó đang xuống nè, thấy không? Từng giọt luôn, Helen không có cho xuống nhanh được. Cái phim này là cái phim của Việt Nam luôn nha cô chú anh chị, chứ hay là không có mua cái phim của Mỹ, nó khó hơn cái phim của Việt Nam. Đây thì Helen đã lột cái cà phê xong rồi. Helen quay bên trong cho cô chú anh chị thôi, nó đen nè, nó đen đậm luôn. Ê, cái màu của nó rất là đen luôn á, đen thui đen thủi luôn. Ôi coi nè, rất là thơm luôn cô chú anh chị ơi, ngon dữ lắm luôn á. Đúng là cái đặc sản cái này rất là ngon. Thì bây giờ Helen sẽ quậy cái cà phê này sau khi mình lược xong rồi. Đây. Helen có sữa ông Thọ thì Helen hay uống cà phê sữa. Nếu cô chú anh chị nào uống cà phê đen thì mình để cà phê đen. Thì trong đây Helen để có chút xíu đường thôi. Đây. Quá trời đen luôn nè. Rất là đậm đà cái ly cà phê luôn.
mình sẽ quậy cho nó lên bọt nha. Đây. Mình sẽ quậy như vậy nè, thì nào mà nó lên cái bọt nhiều là nó mới ngon. Ba có hai lần bán là ba lần quậy rất là quậy luôn á, nó lên bọt đen hết. Hai lần mời tất cả cô chú anh chị và các bạn thưởng thức cái ly cà phê nha. Đây nè, nó đậm đen luôn. Nhưng mà hai lần để uống là hai lần không có để đá nhiều, mình để đá nhiều cái nó mất chất cà phê của mình nha. Là quá trời ngon luôn. Mời tất cả cô chú anh chị thưởng thức cái ly cà phê đi. Quậy thêm một ly cà phê sữa đá nữa nè, rất là đậm đặc luôn. Thì Helen mời tất cả cô chú anh chị thưởng thức hai loại cà phê nha, một cà phê đen và một cà phê sữa đá. Rất là kẹo luôn nè. Coi nè, ly cà phê rất là đặc biệt luôn. Thèm dữ lắm cô chú anh chị ơi. Ngon quá trời ngon luôn. Thì Helen mời tất cả cô chú anh chị thưởng thức cái ly cà phê sữa nha. Helen bảo đảm cái cà phê này ai uống rồi cũng rất là ghiền luôn, ghiền mà mình không thể quên nó được đó. Thì nhớ liên lạc với Helen để mình try thử cái cà phê của Helen nha. Thì Helen cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn coi cái kênh của Helen, rồi ủng hộ cà phê quán của Helen, rồi hạt giống nữa nha. Thì Helen có rất là nhiều loại hạt giống, gần 70 loại hạt giống của miền Tây. Thì cô chú anh chị nào có ủng hộ Helen hạt giống rồi cà phê thì liên lạc với số điện thoại của Helen một lần nữa là 910-583-6102. Cảm ơn tất cả cô chú đã ủng hộ cà phê quán nha. Rồi khen ngon nữa, nhắn tin cho Helen quá chừng nhiều luôn. Helen cảm ơn quá nhiều luôn. Helen rất là vui khi được cái đặc sản của miền Tây của Helen là Mỹ Tho, Tiền Giang thì có cà phê quán. Được cô chú ủng hộ là Helen vui lắm rồi. Cảm ơn tất cả mọi người.